Nam mô A Di Đà Phật. Bạch trên chư ni đức ni, chúng con là bây lâu có lòng khát ngưỡng quý thọ giới, nay đủ duyên lành cầu cần cầu trên đại đức ni, thì từ lâu mẫn truyền trao quy giới cho chúng con được ân thêm công đức. A Di Đà Phật, được như vậy tốt lắm. Bạch chư đại đức ni, đã từng bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành lãnh lễ cúng dường tam bái. Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam lịch đại tổ sư tam bái. Quý vị, thọ giới là một đại phước, trong kinh có nói phải khổ không bờ này, tức là cái biển khổ không bờ, không suffering ocean is endless, không? Nếu không có thuyền bát nhã thì không thể vượt lên bờ giải thoát. If you don't have the wisdom, you cannot pass the suffering ocean. Người muốn chứng được vô thượng bồ đề cần phải thọ giới pháp. If you want to be enlightened and to become free totally, then you have to respect and restrain and receive and practice the Buddha's precept. And then from that precept, tất cả những cái giấy đó sẽ đưa cho mình trở thành Đức Phật sau này. Thì sư cô rất là mừng. Thì bây giờ chắp tay lại cô truyền giới không? Các thiện nam tử, thiện nữ nhân, as a good Buddhist children, từ trước đến nay, quý vị đã thọ tam quy, tam kiết cho các vị. Bây giờ quý vị thể tròn đầy, bây giờ quý vị nhận đây, và đây là giới của một ngày một đêm. Nếu mà giới nào giữ được thì nói dạ con xin giữ được, không? Còn nếu không giữ được thì im lặng. Thì mấy tất cả quý vị nên nói là con xin giữ ha. This is the first precept. Giới thứ nhất, chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh. The Buddha's never killed animals or living beings, from big or small, from small or big, from weak to strong. They never killed. Các con một ngày một đêm không sát hại chúng sinh, có thể giữ được không? You vow don't take the life of living beings for one day, a night. Would you be able to keep that? Lại xuống một lại. Đây là giới thứ hai, this is second precept. Như chư Phật suốt đời không gian tham trộm cắp. Buddhas never steal, rap or do anything that the cheat. Quý vị một ngày một đêm không gian tham trộm cắp, quý vị có thể giữ được không? One day, 24 hours, you will not do anything stealing. Would you be able to accept that? Keep that precept. Lại xuống một lại. Is it the third precept? Như chư Phật suốt đời không dâm dục, các vị một ngày một đêm không được dâm dục, có thể giữ được không? Lại xuống một lại. This is fourth precept. Như chư Phật suốt đời không nói dối, các vị một ngày một đêm không nói dối, có thể giữ được không? Rồi, lại xuống một lại. Đây là giới thứ năm. Như chư Phật suốt đời không uống rượu, các vị một ngày một đêm không uống rượu, dùng chất say xưa, quý vị có thể giữ được không? Đây là giới thứ sáu. Như chư Phật suốt đời không đeo vàng bạc, sâu chuỗi ăn lạc, sức nước hoa thơm, không ướp dầu thơm vào người, các vị một ngày một đêm không đeo chuỗi vàng bạc tràng hoa xoa ướp dầu thơm vào người, quý vị có thể giữ được không? Đây là giới thứ bảy.
như chư Phật suốt đời không ngồi trên giường cao, so he not sleep. All the Buddhas don't sleep on the big bed. Không làm trò ca nhạc, they will not dance and sing and even watch the movie. Các vị một ngày một đêm không nằm giường cao, không ngồi giường cao tốt đẹp, không làm trò nhạc ca múa đi xem hát, làm vui lòng người lòng mình, quý vị có giữ được giới thứ bảy không? Very good. Đây là giới thứ tám. Như chư Phật suốt đời không ăn phi thời, tức là không có ăn cặp lúc nào ăn lúc nấy á, eat all the times á. Các vị một ngày một đêm không ăn phi thời, các vị có thể giữ được không? Rồi. Này các thiện nam tử, từ trước đến giờ đây tôi đã trao giới bát quan trai cho quý vị xong rồi, bây giờ quý vị phải phát nguyện hồi hướng. Tôi bảo các vị nói theo. Con nay nhờ công đức, con nay nhờ công đức thọ bát quan trai này, thọ bát quan trai này khỏi đọa vào ác thú, khỏi đọa vào ác thú tám nạn, tám nạn biên địa, biên địa. Con nguyện đem công đức này, con nguyện đem công đức này hồi hướng tất cả chúng sanh, hồi hướng tất cả chúng sanh đều thành đạo vô thượng, đều thành đạo vô thượng chánh chân, chánh chân và tương lai đồng sanh về tịnh độ, và tương lai đồng sanh về tịnh độ. Rồi mấy con đứng, tất cả giới tử đứng lên tại nhất tâm đảnh lễ thập phương tam thế nhất thiết thường trụ tam bảo chuông.